Anh Túc TV chuyên cờ lam Arok miễn phí hàng đầu tại Việt Nam Nếu anh em bạn bè nào mà chưa biết tới kênh mình Thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký Để cập nhật những video những quả cào arop miễn phí hàng đầu tại Việt Nam nhé Thì đến với quả cào ngày hôm nay thì Túc hướng dẫn anh em Nhận một cái token này có tên là GBC token à, Một token này tương 10 đô Ok dạ à, Và một red anh em sẽ nhận được là 0.5 Cái Đâu một red anh em sẽ nhận được 0.5 đô GBC uh, này. Ok. Thì uh, Arab sẽ kết thúc vào ngày 10, uh, 19 tháng 3 ngày Hôm nay là bao nhiêu đấy? Hôm nay là mùng 7 tháng 3 đó. tức là còn rơi tầm tuần hơn hai tuần nữa. Và nó sẽ phân phối ngay ngày hôm đấy là cũng là ngày uh, 19 tháng 3 đây. Ok, khi kết thúc rồi nó phân phối luôn này. Ok, để tham gia kèo này anh em cần kích vào đường link trên phần mô tả này, sau đó ấn start này. À, start xong kích của đường link ra diện như trên nhá anh em nhá. Rồi anh em start này và anh em sẽ nhập mail anh em như nó nói hãy gửi đi này. Rồi, nó bắt anh em join uh, group này. kéo mới tinh luôn anh em ạ. Rồi, anh em like mình lick mình join xong thì quay sang ấn lick này. Ok. Ok. À, anh em sẽ ấn lick tiếp này. À, join chứ nhỉ Ừ, tiếp này Rồi ấn lệch này Lại bot những kiểu chơi kiểu khác À, bot này nó mất luôn này Rồi, nó bắt anh em follow, retweet và gắn thêm bạn bè Và gửi cái uh, retweet link này Islam cho nó này, ok thôi Kích vào Rồi Kích vào, open cho mình nha Tại máy nó hơi đờ đấy Rồi, anh em ấn theo dõi này rồi. Anh em thả nó quả tim cho được rực rỡ này và anh em sẽ uh, ra chiếc chân lại và gắn thêm bàn bè vào để chặn. Rồi khi anh em gắn thêm bàn bè xong thì anh em có thể tuyết lại cho mình nhá. À, tuyết lại này. Ok. Tuyết lại xong thì anh em có tiếp tục quay sang bot anh em sẽ gửi cái username như nó, nó yêu cầu username thì username lấy ở đâu thì lắm anh em cứ vào bình luận bảo là cũng biết lấy Uslim đâu mà anh cứ hướng dẫn chẳng biết hướng dẫn username vậy ok. Đây, em sẽ kích vào Twitter này. Đấy, đây là cái slime của anh em này anh em kích vào phần này thì nó hiện lên slime ở phần dưới từ túc này này để đây là cái slime của mình nha năm anh em cứ đập nhập cái slime của mình chẳng được cái tác dụng gì đâu được chưa túc tám ba tám năm ba một ok đầu anh em viết cộng này như nó để yêu cầu đi đấy là slime tờ đấy còn tên gam cũng thế được chưa túc này tám tám mấy nha đây mày nói quên 83 ok. Và anh em sẽ gửi đi này. Ok. Tiếp sau đó thì uh, nó bắt anh em follow trên Instagram và gửi gửi cái uh, ok thôi. Ship nào. Ok. kích vào follow cái. Rồi nó chuyển hướng em giao diện của thằng Instagram này. à, ờ, em sẽ theo dõi này gb Ừ ok rồi ờ, quay sang uh, ship rồi ok rồi ờ, tiếp sau đó thì uh, ờ, một quái nạ cái bot này nó hoạt động buồn cười nhỉ mình cũng không hiểu luôn kích vào kiểu chưa kiểu kích mình ấn start để làm lại mà vì căn bản mình làm sai bước trên mà không biết có được không nhưng mà mình ấn start nó ra để chỉ f 20 rồi rồi anh em cứ đăng ký kênh youtube của nó này Để giờ Đây kích dạ. vào đường link để đăng ký thôi Rồi khi đăng ký kênh youtube nó xong thì anh em có thể ấn ship này thì nó hiện ra cái giao diện của cái thằng BB Smart Chain này Ok anh quay sang ví trước của Metamask em lấy cái địa chỉ BB Smart Chain nha Rồi Nhận này. Rồi sao này Ok Quay sang A, gửi cho nó này Khó hiểu cái bot này thật Rồi gửi đi này Ok nó kiểu... à đây. À nó bắt anh nó hỏi anh em nó kiểm tra một lượt xem đúng không. không có Instagram này. Edit nằm lại nè Ok, bây giờ mình sẽ làm lại nhá. Rồi anh em nằm làm... Rồi anh em nào lại đến cái bước này cho mình này, nó bắt anh em follow Instagram của cái profiling này đấy. Kích quả vào thôi. Rồi anh em sẽ follow cho nó trên Instagram ấy follow xong thì anh em sẽ kích góc phải mình cho mình đấy. nếu làm sai thì anh có thể làm lại mà rồi cái phần chia sẻ này cho mình nhé vì bot nó hoạt động nắm con bot nó hoạt động nó khó hiểu quá nên là có sai sót của đoạn đấy bây giờ sao chép xong thì anh em quay sang gửi cho nó đi gửi đi này ok nó bắt anh em đăng ký kênh youtube và gửi cái URL kênh YouTube cho nó này. Ok, quay sang YouTube cho mình nha. Rồi khi quay sang giao diện YouTube thì anh kích vào phần thư viện và kích góc phải màn hình cho mình để lấy cái username nhá, ấn phần chia sẻ này. lấy đây URL, URL kênh YouTube ấy để gửi cho nó này. Nó yêu cầu rồi. Rồi thôi. Ok, địa chỉ F20 thì anh em quay sang phía trước hoặc MetaMask em lấy nhá. F20 BLB Smart Chain. Đấy đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác đấy, địa chỉ của mình, mình. Ok, đây, vậy là nó ghi vào cái bảng này nó đã ghi nhận rồi. Bây giờ anh em ấn OK cho mình kiểm tra một lượt ấn OK sai có thể làm lại. Đấy chưa? Đấy, nó ra cái giao diện như vậy thì nó đã ghi nhận anh em nhận các token rồi. Bây giờ anh em có thể ấn vào Static à, Bylen cho mình ở cái phần dưới này. Đây nó đã ghi nhận anh em nhận được một cái đồng GBS rồi, à, này. Đấy, anh em có thể phần quyết đào này. Đấy thì là chờ đến ngày 19 tháng 3 phân phối tôi mi profiling này và đấy đường link đi, đi giới thiệu còn vẻ để kiếm thêm 0,5 đô cái token này nhá ok trong quá trình giao tác em gì không hiểu, có thể có thể comment dưới thì mình sẽ hỗ trợ nhá